Này này cô em chớ u buồn, trời làm ra em sẽ cho thêm điều may. Này này cô em chớ lo, đời thì thênh thang sẽ cho tiền vui mang về. Trời mà chưa vui vẫn tiên trời, buồn giàu hôm nay sẽ tươi cười ngày mai. Đời còn bao nhiêu nắng xanh thì còn xoay nghiêng tóc em xanh rất xanh. Mùa xuân trong mắt, dù em không đẹp nhiều, dù không xinh được nhiều, nhưng em đang dần dần đẹp lên. Khi lòng còn trong sáng, tim còn đập rền vang, là tin vui tự nhiên ai mang đến. Này này cô em cứ cười cười, mỗi ngày chưa vui sẽ thêm trăm ngày vui. Trời đến cho em đó thôi, đời làm ra hoa rất thơm cho em đây này. Lòng người không hay vẫn tin người, bạn bè xung quanh vẫn thương em kia em. Còn nhiều không gian ước mơ, còn nhiều con tim rất ngây thơ, ngây thơ về bên em đây. Dù em không đẹp nhiều, dù không xinh được nhiều, nhưng em đang dần dần đẹp lên. Khi lòng còn trong sáng, tim còn đậm rền vang, là tin vui tự nhiên ai mang đến. Em yêu, anh chuẩn bị về đây, nhưng mà nhớ tránh mặt thùng long ấy nhé. Anh sẽ chờ em cửa ra vào của phòng trình diễn. Anh đã đặt chỗ rồi, nhưng mà dù bất cứ lý do gì cũng không được để thùng long biết là anh đi với em đấy nhé. Chào anh. Thôi thế nhé, chút xíu nữa chúng ta gặp nhau. Ok. Có việc gì thế? Đã lâu rồi chúng mình không có một buổi tối dành cho nhau. Hình như là cũng khá lâu rồi đấy. Kể từ khi cô bị ốm rồi tôi đưa cô về nhà. Sau đó cô nói với tôi là cô có thai. Nhưng mà chuyện đó đã qua rồi. Tối nay mình đi ăn tối được không anh? Em biết là anh không thích nhà hàng. Mình có thể về nhà em cùng ăn tối, uống rượu, nghe nhạc. Anh đồng ý nha. Cho tôi gửi lời chào căn phòng đó. Nhưng mà rất tiếc hôm nay tôi có việc bận mất rồi. Anh phải đi đâu vậy? Tôi có một cuộc hẹn không thể từ chối được. Thời gian gần đây tất cả các cuộc hẹn của anh đều không thể từ chối được. Biết làm sao được, cuộc đời tôi vốn dĩ là như vậy mà. Rất có thể tôi sẽ có nhà ý muốn ghé qua căn phòng đó một lần nữa, nhưng không phải là hôm nay. Anh, mình chia tay mà lại nhạt thế sao? Anh không muốn hôn em à? Phương Trinh à, bình tĩnh. Em không muốn bình tĩnh. Và em cũng không thể. Phương Trinh, chúng ta không thể làm chuyện đó ở đây. Tại sao? Đơn giản vì đây là văn phòng của tôi, chứ không phải là phòng ngủ của em. Này, từ khi nào anh cần phải làm trong sạch văn phòng của anh vậy? Cũng chính ở đây, anh và con bé Hương đã lên tới tận mây xanh cơ mà. Em biết. Thực sự, đây chỉ là phòng ngủ dự bị thôi. Có trời mới biết được đã bao nhiêu người đàn bà đã qua tay anh trong cái phòng này. Nhưng đối với em thì điều đó không hề quan trọng. Phương Trinh à, bây giờ tôi phải đi. Ngày mai nếu em muốn chúng ta sẽ nói chuyện. Còn bây giờ thì không thể được.
Em chuẩn bị xong rồi hả? À, ra ngoài chờ anh chút xíu, anh dọn dẹp xong ra liền. Vâng. Ủa, bây giờ anh mới về à? À, đưa Diệu về nhà. Sau đó thì... À, tôi hiểu rồi. À, bây giờ mình qua Metropole ăn tối nhỉ? Nếu mà còn sức thì đi thư giãn đâu đấy, ha? Anh có muốn nhập hội với tụi em không? Nếu muốn thì em sẽ gọi thêm một người bạn nữa. Là người mẫu của Hồng Kông đang về đây thăm nhà. Cho có bầu của bạn với anh nha. Đó, siêu mẫu châu Á đấy. Cảm ơn em chu đáo quá. Thôi, anh bận khi khác ha. Ước gì tôi bóp cổ anh được vào lúc này ha. Nè, nợ này sẽ trả nha. Anh làm gì phải bức xúc thế nhỉ? Rau của anh cũng là rau sạch đấy thôi, cứ phải anh tị nỗi gì. Thấy không? Cũng đầy đủ các bộ phận nhưng có thiếu thốn gì đâu. Nhưng mà được cái sạch tinh tươm và thánh thiện. Mai Lan à, bác Tuyết Mai đây. À, thế nào, con có khỏe không? Ôi bác Tuyết Mai đấy ạ. Vâng, con khỏe, cảm ơn bác. Thế hai bác có khỏe không ạ? Khỏe, bác cảm ơn con. Mai Lan này, bác trai đang lo lắng đấy. Hai bác vừa mới đi nghe hòa nhạc về. Thế là bác dục bác phải gọi điện về cho con ngay đấy. Có chuyện gì thế ạ? Cũng không có chuyện gì lớn đâu. Này, không hiểu sao tiền vẫn chưa gửi vào tài khoản của hai bác. À, giá cả ở châu Âu thì con biết rồi đấy, nó rất là đắt đỏ. Bác trai lại hơi bực vì muốn mua một số thứ mà không đủ tiền. Con hiểu ạ, nhưng mà hai bác cũng đừng lo lắng, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngay thôi ạ. Mai Lan ạ, chuyện tiền nong cũng chỉ là một việc thôi, nhưng hai bác lo lắng. Không hiểu là việc làm ăn của công ty có gì trục trặc không mà không có tiền gửi sang. Bởi vì từ trước đến nay có bao giờ chậm thế đâu. Con hiểu ạ. Nhưng mà hai bác cũng đừng bận tâm quá nhé. Đây sẽ là lần cuối cùng xảy ra chuyện này ạ. Nhưng có chuyện gì xảy ra không? Chẳng lẽ bộ sưu tập vừa rồi lại là bộ sưu tập cuối cùng của SBBT hay sao? Không không. Mọi chuyện vẫn hoàn toàn bình thường, thậm chí còn tốt nữa bác ạ. Chỉ có vấn đề là hơi phát sinh một số khoản bội chi để khắc phục hậu quả của bộ sưu tập lần trước, cho nên tiền chuyển về hơi chậm thôi. Nhưng mà hai bác đừng lo nhé, về cơ bản thì chúng con đã khắc phục xong rồi. Bác nói với bác trai như vậy nhé. À, như vậy thì bác cũng yên tâm rồi. Này, bác hỏi này, anh Đông nó vẫn đối tốt với con đấy chứ? Vâng, tốt ạ. Chúng con sẽ cư xử phải đạo với nhau. Hai bác đừng lo lắng quá. Con chào bác. À, em làm việc với ngân hàng Montreal chưa? À, dạ rồi ạ. Em đã nói với giám đốc ngân hàng là chúng ta sẽ ủy thác cho ngân hàng một số tiền để giảm khoản bội chi anh ạ. Và ủy thác số còn lại vào cuối tuần này ạ. Vậy ông nói sao? À, ông ấy chấp nhận và chờ nốt số tiền ủy thác còn lại. Sau đó sẽ làm thủ tục giải ngân cho chúng ta vào thứ 6 tuần này ạ. À, cũng tối rồi anh ạ. Thế chị Mai Lan đang đợi anh ở nhà. À, em cảm ơn anh vì đã đưa em về. À, khoan đã Diệu. À, anh có chuyện anh muốn nói với em. Chuyện tối hôm qua ở quán rượu. À, không cần đâu anh ạ. Không cần phải nói gì cả đâu anh ạ. Chỉ tại anh say rượu quá mà. Anh đừng lo, em không nghĩ sai về anh đâu. Không, anh muốn mọi chuyện nó thật là rõ ràng. Anh muốn giải thích. Không cần đâu anh ạ. Em đã nói rồi. Không phải anh nói mà rượu nói mà anh. Đối với em thì không có chuyện gì xảy ra đâu. Anh cũng đừng lo là sẽ có ai biết chuyện đó. Anh cũng biết em là người kín đáo thế nào rồi đấy. Sao em cứ ngắt lời anh không vậy?
em phải cho anh bày tỏ cái suy nghĩ của mình. Anh xin lỗi. Không sao đâu anh ạ, em quen với âm lượng tiếng hét của anh rồi. Nguyên Diệu à, ý của anh muốn nói là những gì mà anh nói với em á, nó xuất phát từ trong trái tim của mình, từ trong sâu thẳm trái tim, chứ không phải là do anh say, không phải do rượu. Anh ăn đâu à? Hôm nay anh có uống rượu không vậy? Không có một giọt nào hết. Máu trong cơ thể anh hôm nay hoàn toàn sạch sẽ. Đó là điều mà anh muốn nói. Đơn giản gì anh muốn nói lên tất cả những gì mà tận đáy lòng của mình. Anh cảm thấy rất là khó sống nếu không có em. Không, làm sao mà anh lại sống mà không có em được ạ? Vì ngày nào em cũng làm việc khoảng hơn 18 tiếng bên cạnh anh mà. Anh không nói về công việc, anh không nói về với vai trò của một tổng giám đốc, nói với một trợ lý, mà nói về một cái tư cách là một người đàn ông say mê một cô gái. Anh ăn đâu mà em hiểu là anh đang rất bối rối, xin anh hãy bình tĩnh lại. Em biết mà, anh đang chịu rất nhiều áp lực, nào là công việc, sự kiểm soát của chị Mai Lan, đủ thứ chuyện hết. Em nghĩ là anh nên... Anh không có bối rối, anh rất thanh thản khi được nói ra một sự thật, nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng mà em nghĩ là anh không thể nào thích em được. Tại sao? Tại sao như vậy? Vì em biết sở thích của anh mà. Anh là một người đàn ông duy mỹ. Anh thích phụ nữ có số đo là 90, 60, 90. Một người cao ráo, đẹp và tầng lớp trên. Mà tất cả những cái đó đều không có ở trong em anh ạ. Đúng, đó là trước kia những suy nghĩ hết sức bình thường. Còn bây giờ nó khác, nó khác hoàn toàn. Quỳnh Diệu à, anh thích ở em bởi một cái sức mạnh nội tâm, một sự giải quyết công việc, một tấm lòng nhân hậu, một tấm lòng vị tha, rất là hòa đồng với đồng nghiệp, một sự trong trắng. Tất cả những điều đó là những gì mà anh tìm kiếm ở một cái người đàn bà. Anh rất thích tính cách của em, rất thích trí thông minh của em. Những điều đó nó hấp dẫn lắm. Nó hấp dẫn đối với một người đàn ông. Em không thấy như vậy à? Không ạ. Em không thấy có thể như vậy được. Em không thấy điều đó à? Như vậy là anh điên rồi. Anh chỉ biết một điều rằng anh rất đau khổ khi biết chuyện của em với Ninh Lâm. Ở gần bên em anh phải tự kiềm chế. Em có biết là cái sự tự kiềm chế nó gây ra cho người ta một cái sự đau khổ như thế nào không? Anh ông ạ. Em thật sự bối rối lắm anh ạ. Em đang cố gắng thuyết phục mình để tìm lý do là... để tìm xem là tại sao anh lại thích em ạ. Em không tìm ra được một lý do nào hết hả? Em nghe anh nói nè. Có phải em nghĩ rằng tiêu chuẩn của một người phụ nữ đẹp đối với anh á, phải là những người có số đo 90, 60, 90. Tức là những người có những cái đường cong tuyệt mỹ. Chân dài, đôi mắt rực lửa. Nhưng mà ngày càng ngày anh càng nghĩ rằng không có bất cứ một cô nào như vậy có thể mang lại cho anh một cái hạnh phúc cả. Anh cũng không có một cảm xúc với bất kỳ ai giống như là anh có những cảm nhận về em. Ở gần bên em anh mới cảm nhận được thế nào là một người đàn bà hấp dẫn và quyến rũ. Mà em thì không thể cảm nhận được điều đó đúng không? Bởi vì em là đàn bà. Còn đối với một người từng trải như anh thì điều đó anh cảm nhận nó dễ dàng lắm. Ở gần bên em anh mới khám phá ra được có một nét đẹp khác của một người đàn bà. Mà không theo một chuẩn mực nào cả. Nó không theo một cái chuẩn mực thông thường như người ta thường nghĩ. Đó là một sự bình dị, một sự sâu lắng trong em. Anh ăn đâu ạ? Anh không có uống rượu hay bất cứ thứ nào giống như vậy hả? Đúng. Anh đang sống trong ảo giác nè. Mà ảo giác đó do em tạo ra. Trăng hôm nay đẹp quá ha. Cảnh vật nơi đây cũng rất là đẹp. Anh thấy nơi này rất là lãng mạn. Đêm nay thật tuyệt vời anh ạ. Trăng đẹp quá. Diệu.
Em xin lỗi, không được đâu anh ạ, không được. Em không thích à? Không phải đâu anh ạ, em thấy bố em đứng ngoài cửa sổ mà em không muốn bố em thấy, em không muốn vậy đâu ạ. Thôi mình tìm chỗ khác đẹp hơn ha. Nè, ông nhìn chi mà nhìn dữ rửa. Giờ ní có ai mà mang ngoài đường mà nhìn. Có ai gì? Hình như con gái bà về hay sao? Có một chiếc xe hơi dừng lại, giống như xe xếp ăn đông của nó, mà không hiểu con bé có trong đó không nè. Trời đất, về nhà rồi mà còn chưa chịu ở nhà nữa. Thôi để con chạy ra ngoài con coi coi. Coi cái gì? Để coi có hai người có. Bậy bạ không à? Mày ra xe cũng phóng đi rồi mà thắc mắc cái chỗ là xe dừng lại rồi mà tự nhiên là phóng đi là sao hả? Sao sao là sao? Ai biết là sao? Sao trời ơi, hỏi mày như không. Ở đây được chưa em? Dạ được rồi. Em không hiểu chuyện gì xảy ra với anh. Em cứ lo lo. Tại sao em lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ em không cảm nhận được điều gì từ anh à? Không phải vậy anh ạ. Thật sự em rất ngưỡng mộ anh. Bởi vì anh là một người đàn ông tốt, rất tốt. Anh đã gây ấn tượng với em từ những ngày đầu ấy. Nhất là anh giúp em thoát khỏi sự trầm trọng, thiếu thiện ý của những người trong công ty anh ạ. Trong khi những người khác nghi ngờ chế giễu em, thì anh đã bênh vực, cổ vũ em, đánh giá đúng năng lực và nhiệt tình của em. Từ chỗ hàm ơn, em đã quý mến anh và... bị anh hấp dẫn từ bao giờ em cũng chẳng biết. Nhưng mà em thật sự lo lắng bởi vì chúng ta đã vượt quá giới hạn anh ạ. Em thật có lỗi. Anh đã có người yêu và sắp đám cưới. Anh không thể nào bỏ chị ấy để bắt đầu mối quan hệ với em đúng không anh hả? Chuyện này sẽ gây một scandal thật là khủng khiếp. Và đương nhiên gia đình anh cũng sẽ không chấp nhận em. Em sẽ ra sao nếu chuyện này vỡ lở? Mà anh đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Đúng vậy. Việc này thật là điên rồ. Nhưng mà đó là những điều xuất phát từ nhận thức của anh, chứ không phải là những giây phút bồng bột. Anh muốn khẳng định điều đó. Anh biết hiện thời thì anh chưa thể chia tay với Mai Lan, bởi vì công ty có quá nhiều chuyện, cho nên anh muốn sự đoàn kết trong cổ đông. Với lại gia đình của anh không chấp nhận mối quan hệ này. Nhưng mà em biết là anh không có yêu Mai Lan, cho nên tất cả những chuyện gì nó đã xảy ra thì chúng ta không cần phải lo lắng về nó. Chúng ta hãy làm theo những điều gì mà con tim muốn nói. Chúng ta cũng không nên dùng lý lẽ để cho nó làm thành một vật cản. Mệt mỏi lắm. Cái điều mà anh muốn nói là anh muốn nhìn thấy em, muốn cảm nhận và muốn em hiểu được điều đó. Với lại anh tin rằng em cũng không quá lạnh lùng với anh. Em hiểu điều đó không Quỳnh Diệu? Em hiểu, nhưng mà em lo sợ lắm anh ạ. Hay là em vẫn còn nặng lòng với anh Lâm? Không, anh bỏ anh Lâm ra khỏi chuyện này đi anh ạ. Đúng như vậy. Như vậy thì em không cần phải lo sợ nữa. Anh biết việc hai chúng ta ở như vậy thật là điên rồ.
Nhưng mà chúng ta hiểu và chúng ta chấp nhận nó. Chúng ta cùng nhau chia sẻ và gánh vác tất cả những rủi ro. Anh nghĩ tình yêu thì nó không có lỗi gì hết. Miễn làm sao chúng ta ở bên nhau là được, đúng không? Em có dám chấp nhận tất cả mọi điều gì anh không? Hay là em không muốn điều đó? Không phải đâu anh ạ. Em muốn điều đó. Em rất muốn điều đó. Thật chứ? Không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng em sẽ đương đầu với mọi sự. Em sẽ theo mọi sự điên rồ khác của anh ấy à. Alo. Anh đang ở đâu đấy? Anh đang trên đường về. Có chuyện gì không em? Không, em chỉ lo lắng em gọi anh vậy thôi. Em đang chuẩn bị cho anh một bữa tối rất ngon. Khoảng 20 phút nữa anh về. Rồi, chào em. Mai Lan gọi. Vâng, em hiểu. Bây giờ anh đi về được rồi ạ. Anh sẽ đưa em về nhà. Anh cảm ơn em đã cho anh cơ hội để giải bày lòng mình. Thôi em về nghỉ ha, cũng muộn rồi, mai gặp lại. Vâng ạ. Em muốn hỏi anh một câu ạ. Anh Mạnh có biết chuyện của chúng mình không ạ? Bởi vì anh là người thẳng thắn và cả tin, mà em thì không muốn ai biết chuyện riêng tư của mình ạ. Anh thì danh chính ngôn thuận, anh và chị Mai Lan đang yêu nhau và hai người sắp đám cưới nữa. Thôi, đừng nói tới chuyện đó nữa Diệu. Không được chối bỏ sự thật đâu anh ạ. Em sợ anh gặp nhiều phiền toái thôi. Cảm ơn em đã lo cho anh. Thú thật là anh với anh Mạnh rất thân thiết, cho nên ít khi anh giấu Mạnh chuyện gì lắm. Nhưng không vì như vậy mà anh nói chuyện này ra. Em yên tâm đi. Em cũng đừng nói chuyện này cho ai biết nha. Chỉ có mình anh với em thôi ha. Anh biết anh nhắc thì nó cũng hơi thừa. Bởi vì nếu không có chuyện này xảy ra thì em cũng bị quá nhiều sự công kích, thậm chí là thù địch của những người trong công ty. Nhưng nếu chuyện này xảy ra thì anh sợ không biết em có sống nổi cho đến khi anh làm cho em việc gì đó hay không. Đừng có nói bất cứ lời nào hết, kể cả những người mấy bà Tám ha. Đương nhiên là không rồi, em biết mình phải làm gì mà anh. Tốt, anh tin tưởng ở em. Vâng. Thôi mai gặp lại ha. Vâng ạ, mai gặp lại. Tạm biệt. Tạm biệt ạ. Con làm gì mà con tạm biệt với sếp con trong xe lâu quá vậy hả? Thưa bố, con chỉ nói lời tạm biệt với sếp thôi mà bố. Con đừng có kể chuyện cổ tích cho tôi nghe. Tạm biệt cái gì mà xe đậu lại 15 phút rồi đó. Rồi sau đó lại phóng đi là cũng cần 15 phút.
À tôi hiểu rồi, hiểu rồi. À, chắc là đậu lại tạm biệt xong rồi cái thấy tạm biệt chưa hết, phóng xe đi chỗ khác để tạm biệt cho nó tới bến luôn phải không? Cho nó hết chứ gì? Hả? Nếu mà có ý định cãi giả thì đừng có cãi giả, bỏ cái ý định đó đi. Tôi có nhân chứng ở đây nè, ngồi đây nè. Hay là con đi mua thuốc lá? À đúng rồi bố, anh An Đông tự nhiên thèm thuốc lá, mà ở đây thì không có bán loại thuốc lá mà anh ấy thích đâu ạ. Thành ra con phải dẫn đường cho anh ấy đi một cửa hàng ở gần đây mua mà bố. Bác Rừng, bác Rừng tin bác. Chẳng lẽ ngồi trong xe lâu vậy mà không có chuyện gì xảy ra, đúng không? Ít ra là nắm được ngón tay. Trời, con nói nha, trong xe là bảo đảm nè, anh ấy nắm tay, cái gì giật lại, cái dằn qua, dằn lại, xong rồi còn đừng cầm nữa. Không chừng có chuyện gì xảy ra nữa, con không dám nói. Nói ra bác thăng sông chắc. Trời ơi, mi vô duy quả đi á. Mi suy bụng mi ra bụng người phải không? Thằng vô tích sự. Đương nhiên là bố không bao giờ muốn nghe cái tin hay là vào cái lời thằng vô tích sự này. Bố sẽ tính sổ nó sao? Nhưng mà con nè, bố không phản đối cái chuyện con ngồi ở trong xe với một người đàn ông lúc nào cũng trơn như là trắng mỡ, chỉ để tạm biệt và đi mua thuốc lá. Nhưng mà bố muốn con phải hiểu là cái người, những người đàn bà ngồi lê đôi mắt đấy, dùng này nè, ở gần đây nè, họ nhìn thấy cảnh đó rồi họ nghĩ gì, họ đàm tiếu ra sao hả? Lúc đó những lời nói của họ nó tuôn ra như thác vậy á, đố có cách nào mà ngăn chặn được hết trơn. Con phải hiểu chuyện đó chứ. Trời, về thì càng hay chứ bác. Hay sao? Đúng không? Cả con gái khu phố này sẽ lát mắt luôn. Tại vì Diệu có một mọi người bạn trai vừa đẹp trai này vừa giàu có, giống như trúng số độc đắc vậy đó. Ông làm chi rửa? Nè, Mỹ đừng đổ dầu thêm lửa nữa, hiểu chưa? Bố đã nhắc với con nhiều lần rồi, thậm chí nói đi nói lại rất nhiều lần, là bố không muốn cái cảnh đó tái diễn ra ngay trước cửa nhà mình, để cho người ta đàm tiếu đến chuyện này chuyện kia. Con phải hiểu cái điều đó, con đừng có thử thách cái lòng kiên nhẫn của bố thêm lần nữa, bố mệt lắm rồi. Vâng ạ, thưa bố, không có chuyện gì đâu bố. Đi, đi mốt ăn cơm là con. À không mẹ, con không đói. Con no rồi. Giận à? Nhỏ này lúc này nó dở chứng là sao đó. Hở chút là giận, hở chút là giận. Giống y như lúc bà mới lấy tôi vậy. Ông nội chí rửa. Nì, ông biết người mà thử thách lòng kiên nhẫn của con gái mình là ai không? Là ông đó. Ông định ám chỉ, định buộc tôi chí rửa. Định nói nọ là hôn hít ăn đóng ở trong xe hơi à? Rửa ông có tận mắt thấy không? Có chứng kiến không ông nội rửa? Trời ơi, người ta là đàn ông giàu có sang trọng, con gái bú như ruồi á, đuổi cũng không đi nữa. Làm chi mà dòm ngó đến con gái mình mà ông phải lo như rửa? Đúng là đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Bà thì hiểu biết nhiều gì về đàn ông nè, hả? Nhất là cái tụi trẻ bây giờ nè, khi nó đã quá no nê với cái lũ đàn bà mờ tốt mã dẻ cùi, đầu óc nông cạn rồi, thì nó sẽ quay lại tìm những cái đám con gái nhà lành, thông minh, thánh thiện như bé Diệu và mình. Con bé Diệu mà nhà mình nó có cái một cái vẻ đẹp mà những đứa con gái khác không có, bà hiểu chưa? Một vẻ đẹp toát ra từ bên trong đó. Nó sẽ là mục tiêu theo đuổi của những người đàn ông có học và đứng đắn đó. Trời ơi, được như thế thì tốt kìa rắn. Rắn sao? Đời tôi á, trải nghiệm đã nhiều rồi, gia chạm cũng nhiều rồi, tôi nhận xét ít khi nào sai lắm. Nếu bà không tin tôi đó không, bà cứ chống mắt lên rồi bà coi, rồi bà sẽ thấy. Diệu đừng có để tâm những cái lời của bác trai nói. Ông già nói vậy cũng chỉ là lo cho Diệu thôi, chứ đâu phải là mắng mỏ hay là sỉ vả gì Diệu đâu, đúng không? Đến mình đây nè, mình còn nghĩ là Diệu đã hôn anh An Đông trong xe nữa đó. Sao vậy? Mắt điền sao vậy? Có chuyện gì không? Ninh Lâm à, tớ đang mơ một giấc mơ. Thôi thôi thôi, làm ơn tỉnh giùm cái đi. Nhìn đi, Diệu bây giờ giống như người mất trí vậy đó. Đừng có làm cho tôi sợ nghe chưa. Giống như người bị quạt trần rơi trúng đầu vậy đó. Có chuyện gì không? Không, chắc có vẻ nhìn thấy tớ mệt mỏi thế thôi.
Ok thôi, mệt mỏi gì đi ngủ đi. Tôi về ha. Chúc cậu ngủ ngon. Mà có chắc là không có sao không? Tại vì nói chuyện với bên ngân hàng chưa? Vậy là Diệu sẽ có tiền để thanh toán cho nhân viên rồi đúng không? Rồi Phương Trinh sao? Có ổn không? Ổn rồi. Ok, Phương Trinh ổn là tôi vui rồi. Thôi ngủ đi ha. Đi về nha. Về đi. Em không biết liệu mình đã đến được cái cửa thiên đường hay địa ngục, nhưng hôm nay anh đã khẳng định với em những gì xảy ra tối qua là sự thật. Anh xóa tan mọi nghi ngờ của em về mọi điều trong đêm đó, khi em nghĩ rằng anh mới yêu em trong lúc say. Anh đã nói với em rằng anh khám phá ra một vẻ đẹp đặc biệt trong em. Anh đã nói với em rằng em như một thiên thần. Trời ơi, anh có biết là anh khiến em không thể tin nổi là em có những điều tuyệt diệu như thế hay không? Em như cảm thấy mình đã chạm tay vào cánh cửa thiên đường. Nhưng em cũng nâng ngấc là em sẽ rơi xuống tận đáy sâu của địa ngục. Rõ hơn về những gì chúng ta cảm nhận về nhau, và điều đó sẽ không ảnh hưởng gì đến em. Em biết rằng anh không yêu chị ấy, nhưng em cũng sẽ phải chờ đợi đối mặt với những ngày khó khăn sắp tới. Em vô cùng sợ hãi và lo âu với ý nghĩ là em được là người anh yêu và yêu anh. Em biết dù có biện bạch thế nào đi chăng nữa thì việc em đến với một người đàn ông đã đính hôn cũng chẳng tốt đẹp gì. Chào anh yêu. Sao anh lại né tránh em đấy? Không, anh đang nghĩ ngợi là anh thấy hôm nay em trang trí bàn ăn rất là đẹp, rất lãng mạn. Anh không thích à? Thích chứ. Em cũng rất ngạc nhiên vì lâu lắm rồi anh mới về sớm như thế này đấy. Chúng ta ăn mừng thôi. À, hôm nay mẹ của anh gọi điện về đấy. Mẹ anh có nói gì không? Mẹ anh bảo bố anh hơi lo lắng bởi vì tiền chưa chuyển về đúng thời hạn. Ồ, chết cha. Nhưng mà đừng lo, em đã thu xếp ổn thỏa hết rồi. Em bảo với hai bác là cuối tuần này tiền sẽ được chuyển. Đừng lo nữa nhá. À, anh đi rửa mặt lúc từ sáng tới giờ người ngộm. Em không muốn nghĩ đến những gì sẽ giáng xuống đầu em nếu bố em biết được chuyện này. Nhưng em không thể cầm lòng được trước tình yêu của anh. Em không thể bỏ qua một giấc mơ tuyệt đẹp mà anh đã mang lại cho em trong cuộc đời này. Nếu em không chấp nhận tình yêu của anh thì bao giờ em mới có cơ hội lần thứ hai trong đời được gặp nó đây? Làm sao có thể có một anh đông thứ hai đến với em, nói những lời yêu thương khiến trái tim em thổn thức nghẹn ngào mà chưa bao giờ em có được trong đời. Em yêu anh, khao khát được bên anh. Không một người đàn ông nào có thể thay thế được anh nữa. Không một người nào. Hôm nay anh đã hôn em. Hai lần anh đã hôn em. Anh đã trao cho em tất cả. Cả bầu trời này, mặt đất này, ánh trăng này. Nhưng khi anh tỏ tình, em đã không thể nói hết với anh tất cả tình yêu và sự ngưỡng mộ của mình dành cho anh.
chỉ vì em quá lo lắng, sợ hãi và e dè. Tất cả những gì thuộc về anh đều cuốn hút em đứng nghẹt thở. Em như tan biến khi đứng trước anh. Em vẫn không thể tin được những gì đã diễn ra. Anh yêu, em sẵn sàng chết vì anh, sẵn sàng làm tất cả để anh được hạnh phúc. Nào chúng ta nâng ly để chia buồn. Sao vậy em? Bởi vì em đã cố hôn anh 2 lần nhưng anh vẫn cố né tránh em. Và em tự hỏi là không biết em có làm gì khiến cho anh phật ý không? Không đâu em yêu. Hôm nay công việc của anh nhiều quá cho nên anh mệt. Với lại anh vô nhà tắm làm cho nó tỉnh táo hơn. Sao anh nhìn em như vậy? Tại vì hôm nay anh thấy em đẹp lắm. Anh có uống rượu à? Không. Sao em hỏi vậy? Thế tại sao anh phải đánh răng trước bữa ăn? Anh không uống một giọt rượu nào hết. Có thật hôm nay em đẹp lắm không? Đẹp. Hôm nay em đẹp lạ lùng lắm. Thiệt. Và điều mà mình lo sợ nhất là gặp phải sự lừa gạt trong tình yêu. Nhưng em sẽ không để ý nghĩ này dày vò em đâu. Em sẽ không chấp nhận nổi nỗi đau và sự thất vọng. Nhưng em tin rằng mình sẽ không bị lừa gạt. Bởi em biết rằng anh là người đàn ông tuyệt diệu nhất trong cuộc đời này. Em sẵn lòng trao anh tất cả trái tim em. Vì em tin anh. Con ơi, chương trình đi hay quá nè. Vâng, mẹ, con muốn mượn mẹ một chiếc áo dài ạ. Trong tủ á, vô lấy đi con. Vâng ạ. Con tính đi đâu mặc áo dài? Bộ đi dự tiệc hả? Không bố ạ, con muốn thay đổi một tí thôi. Mặc mãi một kiểu cũ cũng chán bố. Ừ. Không có ai tự dưng cái muốn thay đổi, muốn làm mình đẹp lên để rồi mình tự mình ngắm mình hết trơn. Con có gì giấu bố phải không? Trời ơi, dẫu chứ mà dẫu không biết nữa. Có muộn bần đẹp hơn ngay thương một chút á thì có rắn mô. Đúng không? Mắt mở chứ mà ông tra khảo hoài rửa. Đi vô tẩy đi con. Vâng, con cảm ơn mẹ. Trời, bà quẩn quá ha. Mới sáng sớm là bà dán mắt bà vô cái bà coi cái chương trình này. Mở cái banh cho tôi coi cái trận đêm qua đá là sao. Nè, ông là không? Người ta phá cục mô á thì tôi coi lúc đó. Mắt mở tới chị ông, tôi coi không được à. Ông thiệt á, rửa những lúc mà đêm hôm khuya khoắt gà gãy đó, rồi ông á cùng với những thằng ranh là ôm tránh nhau mà coi mà giành một quả bóng á. Chứ có chương trình bóng đá thì răng. Mà ông đòi mà ông lá tôi là răng nữa. Thôi, ông đi công viên đi ông ơi. Sáng sớm mà chưa chi mà gây gột với mẹ con tôi rồi á. Nãy giờ là bà gây không chứ tôi chưa có gây. Thì đi. Khỏi phải đuổi, tôi sẽ đi. Nhưng mà trước khi đi tôi liếc mắt qua cái đống hóa đơn này á. Qua ta mới gửi kìa. Ngồi coi. Gây tôi, nói tôi gây. Mẹ, được không mẹ? Được, áo ní được đi. Nhưng mà thiếu, đi vô đây. Con biết không? Bần áo ní á thì phải có số chuỗi nữa. Đi nè. Con phải đeo số chuỗi ní á thì mới đẹp. Đi. Đấy chứ, đẹp không? Mẹ, cho con xin một tí nước hoa nhé. Ừ, được rồi, để mẹ lấy cho. Này, xài đi con. Vâng. Này, Diệu ơi, con biết không? Khi nãy á, mẹ coi một chương trình mà nó có giới thiệu một cái váy đẹp lắm. Thắt ở phần bụng mà ôm ở phần mông. Trời ơi, đẹp lắm, khi mua mà có tiền á, mua hỉ. Nhưng thôi, mua bần á, bố con làm âm nhà âm cửa lên cho mà coi.
Đi 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 lên thay đồ đi. Chết chết. Sai như vậy là chết. Không biết tiết kiệm gì hết. Chết chết chết. Trời ơi chết 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 chết. Trời ơi. Rồi bắt làm con hết hồn. Mày làm tao hết hồn được có. Tưởng như giao cho mình ta. Dấp ống quần. Mày biết coi. Bác muốn gặp mày bác hỏi nè. Tại sao mày xài tiền điện thoại với lại tiền internet nhiều như vậy hả? Hả? Trời ơi, con đâu có biết đâu mà. Thôi sáng sớm bác đừng có nói chi mấy chuyện thanh toán với chi trả tiền bạc. Quá trời. Vậy kỳ lắm, bác ăn sáng chưa cơ? Chưa. Thôi về đỡ quá. Bác nói bác gái làm gì cho mình ăn đi. Mì gói hay bánh mì ốp la gì cũng được. Con cháy túi rồi. Chào thiệt. Cô. Hú hồn. Ôi, hôm nay dịu xinh quá. Đi dự tiệc nữa hả? Tiệc gì? À, không đi dự tiệc vậy là đi dự đám ma. Bố, sao bố chưa đi công viên hả bố? Chưa đi. Đang định đi, đọc cái mới qua đường này xong rồi, búng rủng tay chân hết trơn, hết muốn đi luôn à. Có lãnh lương chưa vậy? À, chưa bố ạ. Chắc là thứ sáu tuần này bố ạ. Thứ sáu lận à? Chà. Chờ tới thứ sáu chắc thiên hạ ta cắt điện mình rồi đó. Gọi cho cố vô. Ở trong nhà này gọi điện thoại mà nói chuyện dai nhất là chỉ có mày thôi đó. Ninh Lâm. Gì? Tớ cần tiền mặt. Để làm gì? Cậu không nghe tớ nói à? Tớ chưa lãnh lương, không còn một xu dính túi. Không phải chỉ tớ, mà mấy chị nhân viên ở văn phòng cũng vậy thôi. Ăn trưa bữa nào cũng toàn ăn chịu thôi. Cậu còn bao nhiêu trong quỹ? 5 triệu. 5 triệu. Cho tớ mượn 3 triệu. Ok, giờ làm giấy đề nghị. Ghi rõ họ tên. Ngày tháng năm ký tên rồi đưa cho mình. Thôi đi cậu. Lãnh lương xong tớ trả ngay mà. Diệu ơi, đây là nguyên tắc. Diệu hiểu không? Không hiểu gì cả. Diệu có là chủ công ty này đi nữa thì cũng phải làm đúng theo nguyên tắc. Mình chỉ là thủ quỹ thôi. Bây giờ cậu đưa hay không hả thủ quỹ? Còn không là sát thải ngay bây giờ. Đưa liền, đưa liền. Nãy vừa nói vừa cần 300 phải không? 3 triệu. Mà Ninh Lâm à, cậu để tất cả gia tài trong ví, lỡ mất thì sao hả? Mất không mắc Diệu. Nè, cho hỏi thăm cái coi. Vậy là Phương Trinh cũng chưa được lãnh lương. Vậy là cũng đang kẹt đúng không? Đi mà hỏi cô ấy á. Trời, chưa được lãnh lương. Vậy là người đẹp đang bị khốn khổ rồi. Ê, hay là bây giờ anh Hùng ra tay cứu mỹ nhân ha? Và em cứ như là đã yêu, vẫn không thành ra tình đâu. Dẫu luôn là có nhau, tôi và em đúng hai người thân thì yêu thế nào? Thì yêu thế nào? Thì yêu làm sao? Yêu làm sao? Giống như là hai vì sao, đêm đêm cũng sáng